293 天, ngày 293. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Mình là người Đài Loan. 我是台湾人. 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đừng vội, từ từ thôi. 别急, mạn mạn lái. Thời tiết mát mẻ. 天气凉快. Đi về phía trước đại khái 200 mét. 往前走大概200米. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Bạn cái xào sứ sẽ trào tráo. 80-90%. 80-90%. Không thể nào, làm sao có thể? 怎么可能? Trên giá sách. 书架上, trừ chén trà, trừ cốc trà, 除了茶杯, nữ, chỉ giới tính nữ, 女性, màu sắc, 颜色, tuy cảm giác hơi dài. 虽然感觉有点长. Cửa màu nâu. 棕色门. Mặc lên chẳng may không vừa người làm thế nào? 穿上万一不合身怎么办? Ha ha. Ha ha. Mình trả lại bạn 300.000, dùng trong trường hợp lịch sự. 我找您30万. Quá khen rồi. 过奖了. Đã học mấy năm tiếng Trung rồi. 学了几年中文了. Người Đài Loan. 台湾人。